nơi tập luyện chất lượng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sân Fred Taylor Park nằm tại Wenopai, TP, Auckland, New Zealand, là sân nhà của West Coast Rangers, một đội bóng nghiệp dư của New Zealand. Trước đó, sân này đã từng phục vụ Waitakere City FC và Waitakere United trước khi đội bóng này giải thể vào năm 2020 và 2021. Hiện Fred Taylor Park đang đào tạo gần 900 cầu thủ trẻ. Bên cạnh việc tập luyện cho tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023, sân Fred Taylor Park còn tổ chức buổi tập riêng cho các bạn từ 7 tuổi trở lên hàng tuần. Nâng cấp đáng kể, vào tháng 12 năm 2022, sân Fred Taylor Park đã được FIFA chọn là nơi tập luyện của tuyển nữ Việt Nam. Sau đó, sân đã trải qua quá trình tu dưỡng và nâng cấp. Tổng kinh phí dành cho việc cải thiện mặt cỏ, ánh sáng và cơ sở vật chất của các sân tại TP, Auckland, trong đó có sân Fred Taylor Park, đã là 6,2 triệu đô la Mỹ. Công việc nâng cấp được thực hiện bởi ông Sam Goodwin, chuyên gia sân cỏ của hệ thống bảo trì đô thị New Zealand, USM, và đội ngũ của ông đã đảm bảo mặt sân đạt đủ tiêu chuẩn của FIFA về mặt kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tập luyện trên một mặt sân có chất lượng tương đương sân đấu chính thức. Chăm sóc tận tâm để duy trì mặt cỏ chất lượng, USM đã áp dụng chế độ chăm sóc cẩn thận, kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ đất. Đặc biệt trong những ngày lạnh, cỏ tại sân Fred Taylor Park đã được cắt tỉa một cách chính xác và được duy trì mức tăng trưởng ổn định. Ông Sam Goodwin cho biết, chúng tôi đã thực hiện việc chuyển từ việc cắt cỏ một cách tự động sang cắt thủ công để đảm bảo mặt sân luôn đạt chất lượng tốt nhất.